Xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Doctor Online ngày hôm nay được phát sóng trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Thưa quý vị thân mến, nếu như quý vị đang gặp phải những vấn đề về sức khỏe hoặc là đang lo lắng không biết là nên xử trí như thế nào đối với bệnh của mình đang gặp phải thì ngày hôm nay khi quý vị theo dõi chương trình này thì quý vị sẽ được giải đáp thắc mắc thông qua chương trình Doctor Online quý vị nha. Như thường lệ thì mỗi ngày chúng ta sẽ bàn về một chủ đề sức khỏe được quan tâm. Vậy thì chủ đề ngày hôm nay là gì? Thanh Giang xin được bật mí cùng với quý vị khán giả ngay bây giờ ạ. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng bàn đến đó là những dấu hiệu nhận biết trào ngược dạ dày và giải pháp hiệu quả từ thảo dược. Thay mặt chương trình xin được cảm ơn nhãn hàng Bình Vị Thái Minh của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị khán giả chúng ta có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay thì quý vị hãy gọi điện về số hotline đang hiển thị trên màn hình để được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cũng như giải đáp những thắc mắc cho quý vị quý vị nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời của chương trình Doctor Online ngày hôm nay. Xin được giới thiệu cùng quý vị, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, giảng viên cao cấp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng trò chuyện với chúng ta. Dạ xin chào bác ạ. Xin chào cô MC, xin chào quý vị khán giả xem đài. Dạ trước tiên thay mặt những người thực hiện chương trình rất là cảm ơn bác đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán giả thân mến, trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng mà các chất ở trong dạ dày như là thức ăn, dịch vị nó bị trào ngược lên thông qua thực quản của chúng ta hay là cổ họng và nó gây nên những cái triệu chứng rất là khó chịu cho người bệnh như là nóng rát ở vùng ngực, ở hơi chua hay là nuốt bị vướng. Nếu như không điều trị kịp thời thì sẽ dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, chích hẹp thực quản hay là ung thư thực quản. Và tiếp tục với chủ đề trào ngược dạ dày ngày hôm nay thì Thanh Giang xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng kết nối với câu chuyện của bác Nguyễn Ngọc Lệ 59 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh để xem là bác đang gặp phải vấn đề gì quý vị nha. Xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ giúp chúng tôi kết nối ạ. Con xin chào bác Lệ, con là Ngọc Huyền đồng hành cùng với ekip của chương trình Doctor Online. Ngày hôm nay con rất vui và vinh dự khi được đến thăm nhà bác và để trò chuyện và hỏi thăm về tình hình sức khỏe của bác Như đã chia sẻ từ trước Thì uh, uh, con uh, muốn hỏi uh, về tình hình sức khỏe Về cái căn bệnh trào ngược dạ dày của bác Có bác thể chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả của chương trình Doctor Online ở Trước hết đó là tôi uh, giới thiệu tôi uh, tên là Nguyễn Ngọc Lệ Hiện tại là tôi thường trú ở số nhà 2, Đường Bình phường 2, quận Tân Bình Tôi uh, bị dạ dày Rất khó chịu Thế thì cái nguyên nhân chính của đó đấy là nó cũng từ á là làm trai thì cho đáng yên trai thế bắt đầu về với làm kinh tế thế ra làm kinh tế thì uống rượu nhà bán quán thế muốn có khách á, thì phải uống nhiều thế cứ hết bàn này mấy ly bàn kia mấy ly thế bắt đầu là nó cứ đau cái thứ nhất là nó rát họng cái thứ hai là nó rát cả cái bụng cứ phải lấy tay xoa xung quanh bụng nha xung quanh bụng rồi để vút vút cho chơi cho cái cái, cái, cái ức này. Cái ức này xuống cái, cái cuốn cuống dạ dày này không có chịu lắm nó, nó khổ lắm thế vợ hôm đấy lại có mấy cô bạn này, bộ đội đi hát karaoke thế con mình tối nhà tôi trong nhà thế thì bắt đầu là nó đau quằn quại lại đau đau kinh khủng luôn tôi mới bò từ trong nhà ra ngoài không la được tôi mới vẫy tay cái con cháu bán phở ở đây nó là cái tưởng là chú đồ đấy thì bay mà có ai phát hiện ra là có đau lắm rồi Thế bắt đầu mới gọi taxi đi cấp cứu đi ra bệnh viện ra thì người ta cũng tiêm giảm đau cho thế xong rồi là người ta cho lên chỗ ừ, cho nằm một lúc xong rồi bắt đầu là lên chỗ tiêu hóa thì cũng chỉ nói là bị cái, cái tình hình là bị cái dạ dày như thế và trào ngược dạ dày thế rồi lại về về lần thứ hai lại bị tiếp Lại như thế thế rồi cuối cùng là là hai lần cả khiếp luôn là tôi có ra ngoài cái ông ông thầy thúc nam đấy đi lấy ngoài đây hai lần sau tiếp tục đó, là lấy của ông thầy là cũng uh, trên dưới là cũng gần 10 lần đấy mà mỗi một lần như thế là cũng 30 mươi thang rồi uh, lấy của một cái ông thầy sau đó nó lại chỉ cần đó là mình uống nặng viên vào cái là vẻ đau tiếp và nó rát nó ho khó thở nó cứ trào ngược lên trào ngược lên thì thỉnh thoảng lựa chua rất khổ là sau khi mà tôi mỗi lần đi vệ sinh có khi bà bốn ngày bốn lần nó cứ thành miếng ra nó đau lắm đau mà đấy, sợ như mức độ vậy đấy mà ăn uống sinh hoạt nó khó khăn thế rồi là nó, nó, nó khó chịu nó, nó rát bụng nó đau đấy rồi có những lần đấy thì ấy là là đi mấy lần nhiều lần rồi người nó đem nó rạc đi nó yếu đi mỗi khi mà ăn đồ lạ đồ lạ vào là y như rằng về bị gầy thế hôm có một anh bạn anh ấy mở cá bún cá rô đồng ốc thì tôi bảo vợ đấy, chết rồi em ạ hôm nay anh đi đi ăn đồ lạ về là coi như tào tháo đúng rồi à, nó đau nó khổ lắm nó, nó nó nó, nhức nhói ở trong bụng rồi nó đau rồi nó nó, nó nó nó, nó, đi, cầu xin lỗi là cứ cứ tí một tí một khổ ngồi trong đấy vệ sinh nhiều lần bây giờ tôi khiếp đến, đến giờ phút này không dám ê, ăn đồ lạ vậy thì sau một khoảng thời gian dài mắc căn bệnh này bác có thăm khám ở đâu không ạ và có sử dụng thuốc gì để điều trị không ạ bác trước khi tôi bị là tôi đi cấp cứu hai lần nặng là bị như vậy là nó xoắn ruột đấy nội sôi CT tôi bảo là xem có chỗ nào mà cắt và chích đi Chứ để này tôi đau tôi khổ lắm Không la, không không rên gì được Nó đau, nằm bò lăn chúng đất Đấy Mấy đứa cháu ở bên hàng xóm cứ tưởng là chú chú đùa Nhưng thực tế tôi đau quá Tôi đau cái dạ dày Chỉ cần uống lạ một viên thuốc Tây thôi Đấy là bị ngay Đấy Trong thời gian đấy thì Bản thân tôi là Hết thuốc bắc thuốc, thuốc uh, tây thuốc nam là có nghĩa là quá nhiều đấy mà sức khỏe là thấy yếu dần đi đấy. rất vất vả về cái bệnh chứng của dạ dày trào ngược dạ dày và viêm hang vị dạ dày vậy thì trong tất cả những cái triệu chứng đó thì triệu chứng nào gây cho bác khó khăn nhất và nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống cũng như là công việc của mình ạ à? đêm nằm thì người ta bảo là kê gối cao lên. kê gối cao lên thì cũng không thở được bắt buộc phải nghiêng nghiêng trái nghiêng phải đấy thế thì sau đó đây cũng không có thua thì sau khi là cô đã khám giúp cho ông cô đấy bảo là bây giờ là vừa là viêm, viêm đại tràng với lại trào ngược dạ dày và hang dị dạ dày thì cái đại tràng nữa thì nó ra một tí xíu thì cắt thì không vấn đề gì nhưng còn riêng nhé là cái dạ dày đây là cái trào ngược dạ dày là không khỏi được mà hôm trước nói không có rõ tiếng đâu Đấy, bây giờ vẫn khàn nhưng mà còn nói được lại nói được thanh lại còn hát hòa được tí còn hôm trước á là nói không hết được giọng khó chịu lắm con nghe bác chia sẻ thì căn bệnh này khá là là, là là, nghiêm trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình thế thì bác có sợ căn bệnh này nó gây những cái biến chứng gì nghiêm trọng hơn không ạ à? thế thì ban đêm á thì nhiều hôm khổ lắm không ngủ được mất ngủ nhiều ngồi dậy phải ôm lấy bụng ngồi dậy nhá lúc thì nằm úp sấp xuống, lúc thì nằm nghiêng trái nghiêng phải rồi lúc đấy ôm bụng lúc thì cứ ngồi thế này rồi lúc thì cố gắng một thiền đi để cho nó bớt đau nhưng mà cũng không bớt nó đau nó lo âu nó khó chịu ờ nó làm cho mình là buồn bã đấy nó, 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 khổ lắm cái bệnh dạ dày này nó buồn bực nó ựa lên ựa xuống rồi nó nóng rát nó khó chịu về cái vấn đề mà bị dạy này á thì ảnh hưởng cuộc sống nhiều chứ cái nhất là đi đâu không yên tâm rồi á trong gia đình cứ buồn vả đấy nha bản thân mình buồn vã đấy rồi rồi là làm cái gì á là cũng tức tối trong người nó hành mình đấy cuộc sống nó không được thoải mái nó ảnh hưởng đến cả thanh quản tức là nó trào ngược lên rất khó chịu tức tối khó chịu và toàn bộ đây như hầu như ăn uống sinh hoạt trong bản thân đó, rất khó chịu đầy bụng lên xong rồi nó chuốc ăn cũng khổ đối đối cũng khổ mà no cũng khổ thế mặt lúc nào cũng rất là nhăn tốt lại gặp mọi người là nói chuyện cho nó xong đi chứ không thoải mái như bây giờ đấy thế sau khi mà tôi đi khám nhiều bệnh viện thì lấy thuốc cũng không có đỡ không có bớt anh đã bị dạ dày rồi mà anh không cương kiên cử được ấy, thì là nó chuyển sang HB đấy mà nó HB này ấy, là nó lây cả gia đình nha tôi bị sang lây sang vợ lây sang con sau đó là phải đi chữa bằng hết đấy thế thì riêng nhé về vấn đề dạ dày này ấy, là sau khi mà bị HB rồi thì không được ăn chung Đấy bắt đỏ, bắt chấn là phải ăn riêng. Còn ăn riêng lại bị đấy con nhà mình nhỏ là bị đấy. Đấy, có một gia đình nhá đi khám cùng với tôi. Mà coi như hai vợ chồng hai đứa con đang nhỏ đây, bị hết. Đấy bị HP. Đấy cái lộ trình thuốc của cái cái cái, cái HP. Cho nên là riêng cái dạ dày nó thế, nó đau nó khổ lắm. Đấy cho nên là mọi người ấy là là chú ý đấy. Thế thì cái dạ dày này nó làm khổ mọi người. Đấy nó làm khổ mọi người. Mọi nhà cái lúc mà bệnh tật như thế này rồi ấy, thì ấy là nằm đêm buồn lắm tôi bảo thôi nếu nó cứ hành như thế này thì nghĩ mà thôi chuyển sang giai đoạn ung thư và ung thư rồi thì chỉ có vứt thôi đấy cho nên là buồn lắm gia đình ấy, thì mình không dám nói ra nhưng mà bản thân mình là thấy những cái hiện tượng như thế mà gia đình ngoài bác cũng sợ và bây giờ ông này ông đau dạ dày ông bán quán ông có khách thì ông yêu rượu nhiều ông đau dạ dày Thế thì là đi khám đi chú rồi thuốc bên khác nơi cũng không khỏi Vâng thưa bác Thì hiện tại câu chuyện của bác vừa chia sẻ cũng được theo dõi bởi bác sĩ của chương trình Doctor online qua hình thức trực tuyến Thì ngay bây giờ nếu bác có những thắc mắc Thì bác có thể đặt ra câu hỏi để bác sĩ chương trình có thể giải đáp cho mình ạ Bác sĩ cho tôi hỏi thăm là Cái bệnh này là có sau khi tôi bị bệnh Thì cái bệnh trào ngược dạ dày này Nó có nguy hiểm không? Và cái uh, viêm hang vị dạ dày nó nguy hiểm đến mức độ nào? Vâng, căn bệnh dạ, trào ngược dạ dày là một cái bệnh rất hay thường gặp. Thì cái bệnh trào ngược dạ dày này thì nó xuất phát từ viêm dạ dày trước. Chính thức cái từ của nó sẽ sử dụng chính xác nó là viêm dạ dày thực quản trào ngược. Thì nó do từ uh, tình trạng viêm nhiễm của dạ dày nó lên nó trào ngược lên bên trên, uh, nó lên trên hầu họng. Uh, tức là bệnh thì không gây ra chết người nhưng nó làm đi giảm rất nhiều chất lượng cuộc sống. Uh, có nhiều người gọi là bị tôi đã từng gặp có rất nhiều người bị viêm như vậy đấy bị trào ngược như vậy đấy khi người ta trầm cảm luôn là mất ngủ, đêm là mất ngủ, là đêm nào cũng tràn trọng mất ngủ vì, vì, vì cái bệnh lý trào ngược dạ dày như vậy. Dạ, thưa bác thì theo như Thanh Giang thấy thì bệnh trào ngược dạ dày bây giờ thì rất nhiều người bị, vậy thì không biết là bác có gặp nhiều cái trường hợp bệnh như nhân vật của chúng ta ngày hôm nay hay không và tỷ lệ khỏi bệnh nó có cao hay không ạ? À? Chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân bị viêm dạ dày thực quản trào ngược cái, cái tỷ lệ chữa thành công thì cũng rất là thấp bởi vì là bệnh nhân thứ nhất là cái bệnh phải chữa lâu dài À, nhiều người người ta nghĩ, nghĩ là bệnh này chỉ uống thuốc tuần được khỏi nhưng không có đâu, nhiều khi phải uống có hai ba tháng mới khỏi được và phải rất là kiên trì. Ngoài cái chuyện uống thuốc ra, chúng ta lại phải làm một số các cái các 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 cái, cái động tác khác nữa để điều trị nữa. Chẳng như là chúng ta phải chế độ ăn uống như thế nào đó để là giảm bớt cái lượng axit ở trong dạ dày đi, à, hạn chế những loại nước ngọt có ga hoặc là uống các chất kích thích như là bia rượu thì có thể nó gây ra cái tình trạng viêm diễm thực quản trào ngược rất là nhiều rồi chế độ ăn phải đúng giờ rất nữa bây giờ phần lớn nhiều người ăn không đúng giờ bởi vì cái công việc nhiều người ta phải đi làm sớm sáng sớm có khi dậy là vội vội vàng vàng Có là không kịp ăn hoặc là uh, hoặc là đến cơ quan rồi mới ăn thì có bữa thì việc nhiều quá thì lại không kịp ăn đúng giờ không ăn đúng giờ thì là một trong những nguyên nhân để làm tăng cái axit uh, trong dạ dày và nó gây có thể viêm loét rồi sau đó thì có thể gây ra tình trạng trào ngược dạ dày rất là nhiều. một số các bệnh nhân khác người ta thấy là béo phì, cái tình trạng béo phì cũng làm cho cái dạ dày nó nằm ngang, nó nằm ngang cái góc mà người ta gọi là góc hít của dạ dày, tức là cái góc giữa thực quản và dạ dày đấy, thì bình thường nó là một cái góc nhọn, à, thì ở những người béo phì à, thì thường là nó là trở thành một cái góc tù, và góc tù dễ dàng là thực quản nó dịch các cái thức ăn ở dưới nó dễ dàng nó trào ngược lên bên trên nhất là về ban đêm à, hoặc là một số người thì có thói quen ăn đêm nhiều, à, ban đêm thì thường là đi ăn tối, ý. thường thường đi ăn tối và khi mà ăn tối nhiều như vậy thì nó có thể dễ dàng gây ra một cái tình trạng trào ngược từ dưới dạ dày lên trên thực quản, đêm ngủ, à, đêm ngủ chúng ta không nằm đúng tư thế thì có thể dễ dàng nó gây viêm, viêm nhiễm rất là nhiều. bác sĩ cho tôi hỏi là tình hình cái bệnh của tôi á nó cũng lâu năm rồi thế mà Bây giờ bác cố vấn cho tôi là châm là thấy có cái giải pháp nào á để giúp cho căn bệnh của tôi nó khỏi được không? Vâng. Thì cái cái giải pháp đầu tiên ấy là chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải uh, sử dụng các loại thứ thuốc hoặc là uh, để làm cho trung hòa cái axit trong dạ dày đi, tức là làm cho cái độ độ chua của dịch vị nó không tăng cao lên. À, cái giải pháp thứ hai là chúng ta phải làm cho cái thông thoáng tức là cái đường tiêu hóa nó tháo nhanh nha à, tức là rồi sử dụng các thứ thuốc nó điều hòa nó điều hòa lại cái những cái nhu động của cái ruột nhu động của bao dạ dày làm cho nó tiêu hóa cái thức ăn nó đi xuống nó nhanh nó không ứ động lại trong dạ dày và bởi vì ứ động trong dạ dày thì nó sẽ làm trào ngược lên men ở trong đó và nó trào ngược lên bên trên phía thực quản và bệnh bị mắc phải cái triệu chứng là viêm dạ dày thực quản trào ngược trong đông y thì người ta thấy rằng có hai loại thờ, hai loại thảo dược kinh điển để điều trị trào ngược dạ dày đó là dạ cẩm và lá khôi cái lá khôi là một cái loại thảo dược nó có ghi trong sách đỏ được sử dụng rất là hạn chế trong cái sử dụng trong các cái tài chế tạo các cái thuốc để mà điều trị về trào ngược dạ dày ở Việt Nam thì người ta thấy rằng là lá khôi có cái tác dụng giảm axit hydrochloric hy tức là axit trong trong cái dịch vị dạ dày xuống dưới mức bình thường từ đó giúp cho, cho làm giảm cái tình trạng viêm dạ dày thực quản trào ngược và làm giảm đi tình trạng nóng rát sau xương ức của bệnh nhân dạ cầm thì cái thảo dược này đã được nhân gian sử dụng càng hàng trăm năm nay nó có cái tác dụng rất là tốt trong việc trung hòa axit trong dạ dày từ đó làm giảm cái lượng axit trong dịch vị trào ngược từ dạ dày lên thực quản ngoài cái tình trạng trào ngược ra thì giảm cái tình trạng trào ngược ra thì nó còn có tác dụng làm giảm đau và chống được tình trạng viêm lết của dạ dày trước kia người ta thường hay sử dụng cái dạ cái dạ cầm và lá khôi sắc chung cùng các loại thảo dược khác để điều trị cái tình trạng trào ngược dạ dày hiện nay thì do cái khoa học công nghệ nó phát triển, người ta đã thành công trong việc chiết xuất ra một loại hóa chất quý đó là chất giganosin có có cái ưu điểm là giúp trung hòa cái axit của dịch vị và từ đó làm giảm được cái lượng axit trong dạ dày và chống được cái tình trạng là viêm lết dạ dày thực quản trào ngược như tôi đã nói ở trên cái tình trạng viêm dạ dày thực quản trào ngược thì nó có hai nguyên nhân à cái nguyên nhân đầu tiên là do tăng cái tăng cái axit ở uh, trong cái dịch vị. Nguyên nhân thứ hai là làm chậm là do chậm cái tốc độ di chuyển của cái thức ăn ở trong cái hệ tiêu hóa. chính vì vậy cho nên để điều trị mà cái bệnh trào viêm dạ dày thực quản trào ngược thì chúng ta phải điều trị tốt hai nguyên nhân này. Cái chất giganosin có tác dụng là nó trung hòa giảm tiết axit trong dịch vị và để tăng cái tốc độ di chuyển của thức ăn ở trong dạ dày và hệ tiêu hóa thì cần một loại thảo dược khác nữa cây thương chuột thương chuột đã được giới thiệu đến trong cái cuốn sách mà những cây thuốc và vị thuốc việt nam vị thuốc này nó giúp cho kích thích tiêu hóa và và bồi bổ cái chức năng dạ dày rất là tốt đã được dân gian sử dụng hàng ngàn năm nay để tăng cường cái khả năng tiêu hóa và giảm cái tình trạng là trào ngược của cái thực quản tôi có một lời khuyên đối với tất cả các cái quý vị bệnh nhân là sử dụng cây ganosin và cây khương chuột để mà giảm các tình trạng là viêm dạ dày thực quản trào ngược thì nên sử dụng trong một thời gian khoảng 2 đến 3 tháng. Không nên nóng vội bởi vì là thảo dược cho nên là cái thời gian tác dụng nó cũng sẽ chậm hơn Mà đổi lại thì nó an toàn và có tác dụng ít tác dụng phụ. Bác sĩ cho tôi hỏi gì? Cho tôi hỏi là cái liều dùng này dùng như thế nào để đạt cái hiệu quả quá cao và tôi có cần phải thay đổi về vấn đề sinh hoạt gì không? Bệnh viêm lết dạ dày và viêm dạ dày thực quản trào ngược thì uh, trong cộng đồng thường hay dễ bị tái phát lại và chính vì vậy cho nên là ngoài cái chế độ sử dụng thuốc men ra thì chúng ta cũng phải chú ý cái chế độ ăn uống cho bệnh nhân uh, ăn uống bệnh nhân thì điều đầu tiên là ăn uống phải đúng giờ giấc thế là buổi tối thì không nên ăn no quá hạn chế các cái chất mà có chất dầu mỡ tránh ăn những thức ăn ăn nhanh mà có chứa nhiều dầu mỡ đó, làm cho ăn nó khó tiêu và trên cơ sở đó ứ động trong dạ dày như vậy nó sẽ gây ra tăng cái tình trạng tăng tiết acid chlorhydric và từ đó gây nên cái tình trạng là là viêm loét dạ dày thực quản trào ngược đặc biệt là hạn chế tối đa những chất kích thích như là bia rượu hoặc là cái chất có ga giống như là nước ngọt hoặc là soda như có ga thì nó sẽ làm kích cái, cái dạ dày nó làm cho tăng tiết acid chlorhydric tránh những tình trạng căng thẳng quá và tránh stress ở trong cuộc sống. Bản thân tôi là cũng cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ, đã giúp cho tôi cái lộ trình cũng như là biện pháp để chữa cái bệnh dài này. Xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã um, giải đáp thắc mắc cho bác lệ. con xin được uh, cảm ơn bác lệ vì đã đồng ý tham gia chương trình cũng như là câu chuyện mà bác đã chia sẻ cùng với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là một thời gian sắp tới khi gặp lại bác thì bác sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe của mình niềm vui và hạnh phúc sẽ đến cùng với bác và gia đình và ngay bây giờ để tiếp tục chương trình, xin mời tất cả quý vị cùng quay trở lại trường quay của chương trình Doctor Online. Thưa quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện của bác Lệ và đặc biệt là lắng nghe những chia sẻ rất là quý giá và hữu ích từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam. Thì uh, hy vọng là trong thời gian tới không xa, bác Lệ sẽ sớm lấy được lại sức khỏe của mình và uh, tăng cường cái chất lượng cuộc sống của mình hơn nữa ạ. Thưa quý vị khán giả thân mến, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm ngắn sau đây. Minh Vị Thái Minh Hân hạnh đồng hành cùng chương trình Trời ơi, cái bệnh chào ngược dạ dày ơi, ta chào mi Đến với ta một thời gian ngắn thôi, đừng có ở trong người ta lâu quá Ta già rồi, cho chịu đừng không nổi đâu, bệnh ơi Uống thuốc chưa, mà ngồi đó làm thơ, làm văn đó, bệnh ơi, ta chào mi rồi nữa Trời ơi, bà không nhớ nghe, cái thời phổ thông của tôi á, là tôi học giỏi văn đứng nhất khối luôn nghĩ dở đúng rồi người ta nói đâu có sai người ta nói là hổ phụ sanh hổ tử ừ. cho nên con mình giờ nó giỏi văn thấy ớn luôn triết <laughs> lý lắm tôi nghi là mốt nó học luật sư quá <laughs> rồi sao con hơn cha nhà có nóc uống thuốc chưa uống rồi mà tôi hỏi thiệt với bà nè hỏi gì cái giải pháp mà để điều trị cái bệnh trào ngược dạ dày của tôi á uống cái thuốc đó đó có đảm bảo nó hết không chứ cái bệnh của tôi tôi dùng đủ thứ thuốc hết rồi mà nó không có thuyên giảm bây giờ tôi mất niềm tin với thuốc quá hay quá mới uống có ngày làm như thuốc tiên vậy cái gì cũng phải từ từ chứ riêng cái lần này là ông phải kiên trì ông dùng cái giải pháp này đó nha riêng cái giải pháp này á, tôi tìm hiểu rất kỹ đó Vì nó có chứa bộ đôi hoạt chất là giganosin được chiết xuất từ dạ cẩm và lá khôi à, mocusep chiết xuất từ xương rồng à, noban và lá ô liu dùng cho người trào ngược dạ dày và viêm lét dạ dày đó. Và nó giúp cải thiện các triệu chứng như là nóng rát ngực nè, rồi nóng rát cổ nè, rồi ở hơi, ở chua, tình trạng nuốt nghẹn với lại buồn nôn như là anh đang gặp phải đó. Vậy mình dùng cái đó trong bao lâu mới có kết quả em? Trời ơi, mới dùng ngày đầu tiên mà hỏi kết quả liền rồi. Cứ từ từ yên tâm mà dùng đi ha Nên dùng duy trì để việc à, điều trị được hiệu quả đó Thấy à, bà xã anh tìm hiểu kỹ cái sản phẩm này anh cũng yên tâm ừ. Với lại cái quan trọng nữa là nó Chiết xuất từ thảo dược cho nên được thấy bảo đảm cho sức khỏe hơn Chứ sao Cảm ơn bà xã yêu lắm nghe ừ. Mình vị Thái Minh Hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thưa quý vị, như vậy tiểu phẩm ngắn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Doctor Online ngày hôm nay. Thì hy vọng là bác Lệ cùng với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, chúng ta đã có được những cái thông tin hữu ích để mà giúp ngăn ngừa, phòng ngừa cũng như là điều trị những cái bệnh mà mình đang gặp phải một cách hiệu quả nhất quý vị nha. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Bình Vị Thái Minh của công ty cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và quý vị khán giả ơi, nếu như quý vị còn những thắc mắc liên quan đến chủ đề ngày hôm nay hoặc là những chủ đề về sức khỏe khác mà quý vị quan tâm thì quý vị có thể gọi điện về số hotline đang hiển thị trên màn hình để được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn tư sẵn sàng để mà tư vấn và giải đáp những thắc mắc của quý vị nha. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình cho đến giờ phút này. Thay mặt những người thực hiện chương trình, mến chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống còn bây giờ thì thanh giang cùng với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hoài nam xin được phép nói lời chào tạm biệt cũng như hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo